Mới đây, anh Tú chia sẻ đoạn clip gây chú ý trên mạng xã hội, clip tổng hợp những hình ảnh từ nhỏ tới lớn của nam diễn viên do fan làm tặng. Loạt ảnh cho thấy anh Tú đẹp từ trong trứng nước, càng trưởng thành càng trở nên cuốn hút hơn. Nhiều cư dân mạng còn trêu Diệu Nhi có số hưởng khi lấy nam diễn viên sinh năm 1993, Bùi Anh Tú, thường gọi anh Tú hay A Tu. Anh là ca sĩ kiêm diễn viên triển vọng của làng giải trí, vào nghề đã được khoảng 10 năm. Nhiều năm qua, nam diễn viên còn được chú ý với mối tình đẹp với đồng nghiệp Diệu Nhi, cả hai được cho là đã đón con đầu lòng năm 2021, song vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận. Cho tới tháng 10 năm 2022, anh Tú, Diệu Nhi tổ chức đám cưới, nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp và khán giả.